Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, hầu hết người dân Gia Lai đều đồng tình hưởng ứng. Nội dung chỉ thị nêu rõ, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất, phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Đồng tình với những nội dung quan trọng trong chỉ thị này, nhiều người dân Gia Lai đã nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Để chống dịch COVID-19, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự tham gia có trách nhiệm của người dân là nhân tố quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Với sự đồng thuận thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, người dân Gia Lai nói riêng và người dân cả nước nói chung sẽ cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.